Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Samsung Galaxy A7. A7 vừa mới giới thiệu và bây giờ thì Samsung Việt Nam bắt đầu họ bán ra với cái giá chính hãng là 7 triệu đồng. Trong thời gian gần đây thì những cái điện thoại Samsung có cái giá rất là cao, nhưng mà A7 thì lại có giá hợp lý hơn rất là nhiều, là 7 triệu đồng. Ở trong cái phân khúc 7 triệu đồng đó, ở trên thị trường chính hãng thì mình không thấy có nhiều điện thoại có cấu hình cũng như là những cái tính năng giống như là cái A7, tức là nó không quá cao như những cái máy Samsung trước kia. Với cái mức giá 7 triệu đồng này thì Samsung A7 sẽ cạnh tranh với rất nhiều những cái đối thủ khác, nhưng mà nó đặc biệt hấp dẫn kể cả so với những cái máy thuộc dòng A của Samsung như là A3 hay A5. Và đặc biệt là nó có một cái màn hình rất là lớn. Ngày xưa thì chúng ta phải trả rất là nhiều tiền cho những cái công nghệ hay là những cái màn hình tương tự như vậy, nhưng bây giờ chỉ với 7 triệu đồng thì bạn có thể sử dụng cái thiết bị này thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Hiện tại thì cái máy Samsung Galaxy A7 này thì chỉ có một cái phiên bản màu trắng thôi, còn phiên bản màu đen thì bạn nào muốn mua sẽ phải chờ. Cũng như những cái điện thoại Samsung gần đây ở phân khúc giá rẻ thì cái A7 cũng có hai sim và bạn có thể nhìn thấy một cái chữ Duo đằng sau. Ngày xưa Samsung đặt cái chữ Duo đằng trước ở khúc này nhìn rất là xấu, nhưng bây giờ thì đã chuyển về đằng sau, mà sau bạn có thể làm cái gì đó để cho nó đỡ xấu hơn. Nhìn vào cái thiết kế tổng thể thì khi mà nhìn sơ qua bạn có thể thấy là cái A7 nó giống với lại cái thiết kế của Galaxy S4, tức là chúng ta có những cái viền xung quanh như thế này, nhưng mà nó đỡ cong hơn. Ở trên S4 thì các bạn thấy là những cái đường cong nó cong nhiều hơn và vẫn còn hơi ấm thiết kế của thời S3. Còn trên S7 thì nó hiện đại hơn một chút, và đặc biệt là khi mà bạn nhìn xuống phía dưới chúng ta sẽ thấy nó có hai cái G theo kiểu thiết kế của Galaxy Alpha. Tuy được làm theo kiểu thiết kế Galaxy Alpha nhưng mà Samsung họ không sử dụng nhiều kim loại sắc, những cái đường cắt sắc như là Alpha, chính vì vậy mà khi mà sờ vô thì nó cũng mềm và dễ chịu hơn. Một phần cũng bởi vì cái máy này được làm từ nhựa hoàn toàn chứ không phải là bằng nhôm như là cái dòng A. Dòng E là dòng Essential, tức là dòng mà mang lại cái giá hợp lý với cấu hình chấp nhận được để mọi người đều có thể sử dụng được. Có một cái điểm mọi người thắc mắc rất là nhiều ở trên cái dòng A hay là bây giờ dòng E mới là cái nắp lưng nó làm bằng cái gì, bởi vì chúng ta không thể mở nó ra được, nên rất là nhiều người nghĩ nó làm từ kim loại. Nhưng mà khi bạn mở những cái khay cắm thẻ nhớ ra thì bạn sẽ thấy là cái phần khung của máy làm hoàn toàn bằng nhựa, và mặt sau thì mình cũng dự đoán là bằng nhựa luôn. Có một cách để các bạn thử là các bạn lấy lửa các bạn đốt, lấy quẹt các bạn đốt, nhưng mà nó rất là khó để làm. Hay là các bạn có thể bỏ vào tủ lạnh trong khoảng vài tiếng đồng hồ, cầm ra thấy lạnh ngắt và vứt điện thoại đi bán luôn, nhưng mà xác định được đó là cái làm bằng nhôm. Hoặc là các bạn có thể để một hòn đá, các bạn để đá một thời gian các bạn lau đi và các bạn thấy là nó không còn lạnh nhiều nữa thì nó làm từ nhựa, còn nếu mà nó vẫn còn lạnh, giữ được lạnh trong thời gian dài hơn một chút thì nó làm từ nhôm. Thì khi mà mình thử cái này thì nó không có dẫn nhiệt nhiều và mình nghĩ là nó làm từ nhựa chứ không phải là làm từ nhôm như là cái dòng A. Về mặt cấu hình thì Samsung Galaxy A7 sử dụng cái màn hình 5.5 inch, độ phân giải là 720p. Thì cái độ phân giải 720p trên màn hình 5.5 nó cũng không cao lắm nhưng mà dễ chấp nhận ở phân khúc này, và đặc biệt là ở cái mức giá 7 triệu đồng thì nó hợp lý hơn hẳn so với việc chúng ta phải sử dụng cái màn hình độ phân giải kém hơn ở trên Galaxy A3 mà chúng ta phải trả một cái giá tiền tương đương. Thì sử dụng nhôm nó có giá của nó, và sử dụng kim loại cũng làm và sử dụng nhựa làm cho cái máy này có giá thành rẻ hơn và hợp lý hơn với hầu hết tất cả chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận. Cái chất lượng hiển thị của màn hình này cũng khá là tốt, nó không có thật sự đậm màu, và khi mà các bạn nhìn qua những hình ảnh trên này thì nó cũng dễ chấp nhận, mặc dù mình vẫn thấy là nó hơi đục một xíu. Đây, cái màu vẫn đặc trưng của AMOLED, nó rực nhưng mà không quá rực rỡ. Đó, cái hình này thì nhìn rất là thích. Về mặt cấu hình thì Samsung Galaxy A7 sử dụng cái chip xử lý Snapdragon 410 và 2GB RAM. Cái việc mà sử dụng 2GB RAM là một cái cải tiến rất là lớn so với lại cái A3. Chính vì vậy mà máy chạy mượt mà và dễ chịu hơn hẳn. Tuy nhiên tuy có cái cấu hình cũng dễ chấp nhận như vậy nhưng mà Samsung họ cũng cắt giảm một số những cái tính năng, ví dụ như cái tính năng các bạn thấy là tính năng tiết kiệm pin. Thì khi mà kích hoạt chế độ siêu tiết kiệm pin thì màn hình của máy nó không chuyển về trắng đen, mặc dù vẫn là màn hình AMOLED. Còn đối với những cái dòng máy cao cấp như là Galaxy S5 hay là Galaxy Note 4 thì nó chuyển thành trắng đen. Đó, khi mà kích hoạt chế độ này lên thì bạn thấy là nó chuyển nhanh hơn và nó vẫn giữ cái màn hình màu, nó chỉ có kích hoạt một số cái phần xung quanh thành cái hình nền màu đen để tiết kiệm pin thôi. Nhìn kỹ thì nó vẫn là màu hơi xám một xíu. Ở trên cái Galaxy A7 thì nó có giá cao hơn A5 khoảng 1 triệu đồng và nó có cái màn hình lớn hơn, đó là hai cái khác biệt lớn nhất. Ngoài ra thì khi mà bạn mua A7 thì bạn sẽ có viên pin dung lượng lớn hơn là 2.900 mAh, đủ cho chúng ta sử dụng cho một ngày.
giống như những cái điện thoại Samsung khác, thì nếu mà bạn sử dụng hai SIM thì bạn không sử dụng được khe cắm thẻ nhớ, và bạn chỉ có thể sử dụng khe cắm thẻ nhớ 16GB ở bên trong máy mà thôi. Đây, bộ nhớ trong là 16GB. Còn trong trường hợp mà bạn chỉ sử dụng một SIM chính, bạn không sử dụng SIM phụ hay SIM khác, thì các bạn có thể dùng khe cắm thẻ nhớ microSD ở bên này để bổ sung thêm dung lượng. Xin cảm ơn các bạn.